mỗi cây mỗi hoa. Tôi nấu, tôi nướng, tôi phục vụ ông bà. Còn cậu, cậu làm gì? Nhà này là nhà của tôi. Mỗi nhà mỗi cảnh. Nó chém em thành ba mảnh, đừng có đùa. Mọi mâu thuẫn sẽ được gỡ bỏ. Cảm ơn bác nhiều chứ. Bởi bộ ba táo quân. Các mình cứ yên tâm, một mình em lo hết. Nhưng cũng là khởi đầu mọi rắc rối. Người ở đâu mà xin thề? Phép gì mà lúc có lúc không thì làm sao mà biết được? Một bộ phim sitcom đầy màu sắc. Đón xem Táo Quân ở trọ phát sóng lúc 17 giờ hàng ngày từ ngày 1 tháng 3 trên TV Star SCTV 11.